ngó cái là ra ngay. Giờ nó bảy nó bảy. Giới thiệu cái máy ha. Hôm nay mình hướng dẫn lắp, cách lắp giấy mực với lại cách cho máy clip giấy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp giấy mực cho cái máy in này. Trên đây, hãng nó cũng có cái phần hướng dẫn. Đường màu đỏ là rút bông, đường màu xanh là giấy ha. Và kèm theo đó nó có một cái số cái cảnh báo lỗi. Đây là các kiểu in, có thể in phấn nhẵn lại như thế gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn gắn giấy mực như thế nào ha. Đầu tiên là gắn giấy. Kéo này ra ha. Đó là tôi đi hai năm đó. Đó một đó hai cái đó là một đó. Rồi ok. Ở đây hãng nó có hướng dẫn này, mũi tên này. 12 số mà thêm cái mũi tên này là đường của giấy đi ha. Đánh dấu chép digit thì nó là từ 14, giấy nó thêm đầu, mặt giấy quay lên hướng đầu in ha. Lòn qua cái rãnh này. Đi qua đây ha. Qua. Không có chép digit. Đó. Không có chép rồi, digit. Nhấn cái này vô. Để sát vô, chặn giấy lại. Ở đây nó có tiếp một cái chặn giấy thứ hai. Hai chỗ đây. Các bạn có thấy mình kéo ra thì vô. Đó, cái thì cái cảnh này nè, cái cảnh này nó sẽ áp sát vô cái biên giấy ha. Cái áp sát vô biên giấy tại đây vị trí đây. Để vô cho đến khi chạm biên giấy thì các bạn dừng lại ha. Ta cắt ra đó. Rồi, các bạn lắp cái giấy là xong. Cái thứ hai á, tao chồng lên cái mã. Lắp mực. Mực thì hãng nó cũng có hướng dẫn đây. Xuống đây. Giống đây không? Xuống đây mực đi xuống đây dòng qua đầu in dòng qua in rồi lên đây quấn theo hướng mũi tên quấn theo hướng mũi tên là quấn về sau khi in thì mực nó mực đã in xong mực thì nó quấn như thế này ha. Ok rồi cách xác định giấy giấy khi xác định mực chứ mình xin lỗi xác định mực tức là mặt nào có mực và mặt nào không có mực thì dùng một cái nhãn, một cái nhãn có keo nè, băng keo cũng được ha, dán vô cái mặt mực, mà dỡ lên thấy nó trắng, không có vấn đề gì hết, thì mặt nó không có mực, trắng mực này dán lên, đây rất là nhiều mực, thấy không đó, thì cái mặt mà có mực như thế này phải áp được áp lên giấy ha, được áp lên giấy, rồi phần còn lại sẽ quấn vô cái trục thu mực, cứ quấn bình thường ha, không có bóp, quấn bình thường. Không được dán keo lên, tại dán keo lên sau này các bạn lấy ra rất cực. Mục đích của cái việc như đó là một việc mà quấn lên thông thường không á, sau này mà ở đây nó có hai cái ngậm này giúp cho cái phi của cái ống này nó lớn hơn, cho nên khi mình dặn được cái đồng hồ thì mình bóp nhỏ lại mình tuốt cái mực ra ngoài. Rồi, okay. Rồi, thế mình quấn vô vài vòng thì nó sẽ mực từ từ nó căng lên. Các bạn nhìn lại cái đường mực đi một lần nữa, tổng quát này, mực giấy nè ha. Đấy. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy và cho nó clip cái giấy này ha. Mình đang để chế độ là auto clip nên là máy khởi động nguồn lên thì nó sẽ tự động auto ha, nó clip giấy ha. Test mình coi thứ máy nó có nhận đúng cái giấy này chưa á thì mình sẽ bấm phím fix giấy và một lần máy nó sẽ đẩy ra đúng một con nhãn như thế này và dừng ngay cái chỗ xé luôn ha, dừng ngay cái chỗ xé này. Ok ha.
Okay. Cứ một lần là ra một con. Rồi ok. Thì với có những cái trường hợp là mình tiết kiệm giấy hoặc mình không có để cái chế độ auto, mình sẽ chọn cái chế độ là mình clip bằng tay chẳng hạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách clip giấy bằng tay ha. Chỉnh cái cam lại cái nè. Rồi. Mình chọn visa. Menu. Chọn menu ha, vô menu. Menu nè. Setting. Để chọn mình nhầm rồi các bạn ạ. Không phải vô đây, vô menu. Vô đây. Chọn sensor. Chọn manual clip, tức là trước đó là mình phải chọn start clip. Nó hướng dẫn là mở trong máy lên nè, mở trong máy rồi nét bắt đầu in lên này, nó có hướng dẫn hết rồi. Rồi lấy mực ra, nét chậm quá đi. Máy nó đã bấm chậm quá các bạn. Rồi sau đó là kéo cái sensor ha. 0909. Tức là lúc này mình thu giấy vô đây ha. Kéo cái sensor. 919. Sensor các bạn thấy cái màu xanh xanh trong không? Màu xanh xanh này, nó sẽ chạy nè, mình kéo nó chạy nè ha. Đó. Thì giấy của mình, nếu mà giấy của mình xài một con như thế này. Thì mình chỉnh, mình đẩy vô hết cỡ, sau đó mình kéo được khoảng chừng 2cm thôi. Ừ. Mình về mình nét nữa. Rồi mình ráp giấy vô. Và tùy mu khoảng chừng 4-5 con nhãn ha. Ráp giấy vô nè. Rồi xa ra tiếp theo. Sau đó gửi nhãn ra. Mục đích gửi nhãn ra để cho sensor nó đọc được cái đế không thôi. Cái đế không thôi. Bước tiếp theo để coi thì nó hướng dẫn mình làm gì ha. Rồi thu vô ha. Bước tiếp theo là thu vô này. Thu vô, mình thu cái đế vô ha. Thu cái đế vô cho nó tới ngay chỗ cái sensor màu xanh đó. Rồi đó, coi thì tiếp theo nó hướng dẫn mình làm gì đây. Nét. Cuối con nhãn ha, đầu của con nhãn là ngay cái chỗ đó ha, ngay cái chỗ xé ha, ngay cái chỗ ha. Bạn để ý nè ha, đó con nhãn ngay cái biên này dừng lại ha. Tức là vừa hết con nhãn thôi. Rồi dừng lại. Rồi nét. Đóng đầu bên. Đóng đầu bên. Sau đó mình nét tiếp. Xé cái này đi. Rồi nhấn clip luôn ha. Cái này nó không được ăn ha. Cho nó clip này, nó báo clip tin nè. Rồi mẹ đã clip ghép xong, bây giờ bật đầu in lên. Bật đầu in lên. Nét. Máy này nó cài không được, nó gọi mình. Phải anh nhớ bữa hổm mới hỗ trợ nó cài. Rồi kéo giấy ra ha. Kéo giấy ra thêm.
cho dây ra rồi nếp gấp mực vô. Của hãng nào? Lắp mực vô. Lắp mực vô. Lắp mực vô xong rồi nét tới luôn. Đóng đầu in. Các bạn lưu ý này là chỗ đây nó vẽ hình có con nhãn ha. Lúc đó là mình phải kéo khỏi cái đế mà hồi nãy mình lột nhãn rồi ha. Đó, đóng đầu in và thực hiện clip. Clip bằng tay này, nó clip rất là dài. Ok, clip xong. Bây giờ mình test, mình nhấn fit thử cho nó ra đúng một lần một con không ha. Đúng không? Đấy, con thứ hai. Đấy, con thứ ba. Con thứ bốn. Con thứ năm. Ok, đúng không? Đúng các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi test luôn một số nhãn cho các bạn xem thử cái là máy đã clip vậy thì sao. Có hai cái đường xước nè, tối quá không thấy được, màu trắng nè, đây đây, đây các bạn thấy nha, hai đường xước của cái lằn màu đen này, thấy không? Đường màu trắng bên này, đường màu trắng bên này nè, đó là đồ bên này bị xước. Nếu mà sau này mình in mới giặt một đê mà nó cái sọc đen mà nó trùng với cái đường xước đó thì nó chia cái sọc đen ra làm đôi, thì khi đó máy quét nó sẽ không quét được. Nó lỗi ngay. Cần lưu ý ha. Chập 50 cân nữa. Cái máy này là cái máy mà khách của mình họ báo lỗi là in khoảng chừng 5 mét là nó không có nhận giấy nữa. Lý do là cái sensor họ canh không có trúng. Phân tích 50 con rồi đó. Cái này mình để nguyên cái clip luôn thì mình cũng cắt để cho các bạn thấy mình thực tế. Cho dòng ZT410 à, ok. Chỉ mỗi tiết đó là độ in nó bị xước. Xước hai đường. Đây, để mình quay cái cam xuống. Đấy, mình chỉ xước hai đường ha. Nguyên cái đường màu đen mình in như thế này mà có hai cái đường xước giống như cái sọc của cái máy vạch vậy đó, là khi đó nó bị đầu in nó bị hư, chỗ đó điện trở nó bị hư rồi, bị lỗi rồi, có thể là bị xước hoặc lý, có thể là điện trở nó chết luôn. Ok, xin chào các bạn nha, các bạn thấy clip này hay thì nhớ like và chia sẻ cho các bạn, cho mọi người cùng biết ha, cùng biết mình sẽ hỗ trợ các bạn về thiết bị máy vạch. Ok, xin chào các bạn.